Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn claim hai con NFT đến từ một cái ví có tên là Blockton Wallet nha các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần link link mô tả dưới video của mình, các bạn sẽ download về một cái app Blockton Wallet nha các bạn. Khi các bạn nhấp vào nó sẽ chuyển các bạn về Google Play hoặc Apple Store các bạn download nha các bạn. Thì để nhanh hơn thì mình đã download về rồi nha các bạn. Sau khi các bạn đã download về rồi xong thì bạn mở ví ra, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo tài khoản nha các bạn. Rồi bạn bấm vào một Wallet account. Rồi thì các bạn đi địa chỉ cái mail mình vào nha bạn. Rồi các bạn cái phơi code này thì các bạn copy với phần link mô tả như video của mình, các bạn copy các bạn giới thiệu mình để các bạn nhận link boy để các bạn có thể claim nha, làm Figa nha các bạn. Rồi bạn dán vào nè, các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào một tên này các bạn. Rồi sau đó thì enter password, các bạn tự đặt password nha các bạn. Rồi sorry các bạn mở địa chỉ email các bạn nhập password vào nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ của mình nè các bạn. Các bạn chép nha các bạn. 547590. 547590. Rồi như vậy các bạn đã có một cái tài khoản trên ví có một cái ví là Blockton Wallet nha các bạn. Các bạn nhớ nhập mã giới thiệu của mình, các bạn đã nhận 1000 coin này các bạn, để các bạn claim nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã có một cái ví Blockton Wallet xong xuôi thì các bạn nhấp vào link claim nè các bạn. Link claim NFT 1. Rồi sau đó các bạn bấm vào một kết nối nha các bạn, connect nè. Rồi. Các bạn nhập địa chỉ email của mình vào nha các bạn. Rồi sẽ có một cái email gửi về máy code cho các bạn nha các bạn. Chín bốn tám ba không năm. Rồi các bạn bấm vào confirm nha các bạn. Rồi sau đó các bạn lướt xuống nè các bạn nhấp vào mục là claim token plot này các bạn. Rồi các bạn chờ nó xác nhận một blockchain chút xíu nha. Rồi bạn bấm approve nè các bạn. Rồi chờ cho nó chạy chút xíu nha các bạn. Rồi cái điện một thanh chạy hết là rồi. Sau đó các bạn mở địa chỉ ví mà kiểm tra nha các bạn, mình đã về NFT chưa các bạn. Thì các bạn bấm vào mục này nè các bạn. Ok sẽ mất mạng ta, sẽ chưa nhận nữa ta, phan các bạn. Chắc nó về rồi mà nó chưa cập nhật nha các bạn. Để mình vào mình cập nhật các bạn. Các bạn, chắc mình đã claim gì rồi nhưng mà nó chưa cập nhật trên app nha các bạn. Chút xíu mình hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn các bạn chat nha các bạn. Rồi sau đó các bạn cũng nhấp tiếp là link claim NFT thứ hai nè các bạn. Rồi các bạn bấm connect nha các bạn. Rồi sau đó bấm vào confirm nha các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn nhập cái mã code này các bạn. Mã code có chữ là happy nè các bạn. Các bạn copy chữ happy nha các bạn. Rồi các bạn dán vào cái mã bí mật này nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim này các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve nữa nha các bạn. Rồi mình claim được 3 con NFT luôn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Nó phải chạy hơi lâu ạ. Ok, mình đã gọi lại được 2 con rồi nè các bạn. Trên blockchain của nó nè các bạn. Mà hiện tại nó chưa cập nhật trên app ta. Rồi các bạn cứ làm đi tầm cứ khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng, vài tiếng gì đó sẽ cập nhật vào đây nha các bạn. Thì các bạn nhớ những NFT này thì trong ví của các bạn thì các bạn sẽ nhận được mã thông báo có cái hiệu là FLOL Flow vào một thời điểm nào đó nha các bạn. Của ví Blockton Wallet nha các bạn.
dự án này khá là một cái gì này khá là tiềm năng nên các bạn cố gắng làm nha các bạn. Mình săn retro asset luôn nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn làm hai con NFT trên đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn nhiều những video tiếp theo từ mình nhé.